Tết này con bạn sẽ làm gì? Tết ngoài là một thời gian vui vẻ quây quần cùng gia đình, đó cũng là một cơ hội rất tốt để con bạn có thể tự tổng kết đánh giá lại quá trình học tập vừa rồi của mình và có những điều chỉnh thích hợp cho một học kỳ mới tốt hơn, hiệu quả hơn. Trung tâm ATY xin giới thiệu một chương trình đào tạo huấn luyện đặc biệt trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014 lần này sẽ giúp con bạn làm được những điều trên. Hãy cùng theo dõi nhé. Bắt đầu. Một chương trình. Con bạn sẽ thực sự bất ngờ khi được hiểu chính bản thân mình sâu sắc hơn qua những trắc nghiệm Cocology rất gần gũi và đời thường. Thỏa sức sáng tạo với một không gian tràn ngập tiếng cười, với những team building cực kỳ thú vị và hấp dẫn. Những môn thể thao lần đầu tiên xuất hiện. Những lễ hội vui nhộn và ý nghĩa. Những câu hỏi hóc búa được lý giải, làm sao để cá chép hóa rồng. Những bài tập đơn giản giúp tăng sự tập trung được rèn luyện liên tục mọi lúc mọi nơi. Không chỉ vậy, chương trình còn giúp các em học cách ước mơ và lập kế hoạch học tập cho riêng mình, tiếp cận và rèn luyện những kỹ năng giúp các em học tập tốt hơn, từ kỹ năng nói, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng làm việc nhóm, cho đến kỹ năng làm chủ những yếu tố ảnh hưởng không tốt đến việc học. Một môi trường giúp các em dạn dĩ và tự tin hơn. Đặc biệt, chương trình giúp các em phát triển tư duy không gian và hình ảnh qua những concept team building vô cùng trí tuệ và độc đáo. Sống mạnh mẽ, món quà Tết ý nghĩa cho con bạn. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ 112 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.